các bạn đến với chương trình mỗi ngày một sản phẩm của Thế Giới Máy. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một máy phun đa chức năng Jet Kubota TL40 với chức năng phun nước, phun hạt, phun vôi. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về động cơ của máy. Máy dùng động cơ TL40, dung tích xi lanh là 40cc, bình chứa nhiên liệu là 1.1 lít. Đây là nơi đủ nhiên liệu. Các bạn nên nhớ là sử dụng xăng pha nhớ ha. Tiếp theo là bộ điều khiển. Bộ điều khiển thì gồm hai cần gạt, một cần gạt điều chỉnh lưu lượng phân và một cần gạt là điều chỉnh ga. Đây là đệm lưng được thiết kế bằng vải bên trong bằng một lớp xốp, giảm đau lưng, đau vai trong quá trình sử dụng lâu dài. Mình chứa nhiên liệu là 26 lít, bạn có thể đổi tầm 12 lít là có thể sử dụng được rồi. Ống gió, phân sẽ theo ống gió này ra ngoài, nó sẽ có tác dụng là tạo lực đẩy nước ra ngoài, được thiết kế bằng nhựa nguyên sinh. Còn đây là bộ phụ tùng theo máy. Đầu tiên thì mình sẽ có một bộ ống nước dùng để phun nước, thì bên trong nó sẽ có một cách phun và một khóa nước. Tiếp theo là một bộ phụ tùng dùng để mở. Còn đây là vòi phun nước, ống nhúng, nắp đậy. Nắp đậy ở đây sẽ có thêm một cái lọ rác và bộ quy hướng dẫn sử dụng, bình pha nhiên liệu. Nếu bạn quan tâm sản phẩm, vui lòng liên hệ số điện thoại ở ngay góc màn hình hoặc vui lòng liên hệ tại website thegiamay.vn.